Audio Sài Gòn xin mến chào tất cả quý vị. Hôm nay Bi về cho quý vị lên sóng, chuẩn bị xem một đôi loa. Đôi loa này thì mình bán rất là nhiều, nhưng mà đôi này là đẹp nhất từ xưa tới giờ Bi bán quý vị ạ. Với model là LX44, một đôi loa đến từ hãng JBL như quý vị, với mức giá rất là bình dân. Ngày hôm nay mình bán cho quý vị cái đôi loa màu xám này, là màu xám chứ không phải màu đen quý vị ạ. Dòng này thì nó có một cái màu cánh gián nữa, đường này thì có một màu xám, một đôi này thôi, với mức giá là 7 triệu 500 ngàn nha quý vị. Nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Dòng này với thông số kỹ thuật là trở kháng 8 ôm, độ nhạy 91 dB, công suất là 150W trên một loa. Thì bi ghép với cái dòng âm ly Luxman quý vị, một cái dòng âm ly mà được đánh giá ghép với JBL vô cùng ăn ý nha. Thì quý vị thấy đôi loa này nó sẽ có 3 loa trên một thùng, một loa trần với đường kính là 20 cm, gân vả gân gân mút và mũi thì mũi vải nha. Dòng này là mũi vải nha quý vị. Một loa mid này thì là gân vải, và một loa trép titanium của hãng JBL luôn. Và trên cái loa trép quý vị có thấy nó khắc cái chữ JBL luôn nha quý vị. Đây, cái dòng trép khế độc quyền của hãng JBL. Lưới của nó đây nha quý vị, lưới nè. Lưới trên cái lưới của nó thì cái lưới này là bằng cái khung bằng nhựa, là nó có khắc luôn cái chữ LX44 trên đây luôn nha. Đây quý vị thấy là lưới nhựa nha, lưới gỗ là không 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 phải không phải nguyên bản của nó, nên là lưới nhựa nha quý vị. Với chiều cao là 59, chiều rộng 30 và chiều sâu là 28 nha quý vị. Rất là đẹp luôn, phải nói là cực kỳ đẹp. Đây thùng mắt nè, các tuyến loa là không có phải bị mốt bị cắn gì hết nha quý vị, và cũng là hàng tuyển chọn nên là rất là đẹp. Đây là cái công tem ở phía sau, đổ thông hơi nè, chỗ thông hơi của nó. Cái này là cái phần nhựa, có những dòng thì nó làm phần gỗ. Thì cái trạm này quý vị có thể dùng trạm bắp chuối và dùng trạm mỏ chim được luôn, tùy ở nhà chúng ta có cái dây loa, hoặc không có dây thì không có cái phần trạm này thì chúng ta nhét cái dây dây điện vào cũng được, không sao. Hôm nay mình ghép cái con âm ly lúc men này nè quý vị, cho tiếng phải nói là không những hợp mà rất là hay nữa quý vị. Không những hợp mà hay, có một đôi thôi, quý vị nào thích thì alo cho Bi. Quý vị biết là những cái dòng trép mà trép trép khế như thế này là những cái đời cao L5, L7 của JBL, thì nó cho cái chất âm dãy cao rất là tơi, rất là nhuyễn và sáng nha quý vị. Và bây giờ Bi tới nhà và xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Số điện thoại của Bi là 0907 386 304. Quý vị thích sản phẩm nào thì quý vị cứ alo cho Bi nha. Bên mình thì hàng mới cũng có, hàng đã qua sử dụng cũng có. Người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn? Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xăm. Một chiều nào ở đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm. Dì dào quá sông khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang
cả dòng sông bỗng phút trông sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thăng cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đa. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm. Nhớ con mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút trông sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Gì người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thăng. Gì người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thăng.